Mọi người thấy hai người đi đằng kia kìa. À, đi đằng đây mình quay. Đi theo nó rồi. Xem hai con ngựa đi đâu. Chỗ này là chỗ đậu xe của cảnh sát này. Wow, nó đi dọc đường này. Wow, mấy hai ông này chắc là hai người cảnh sát luôn này. Ôi, con ngựa nó cao chưa? Trời, nó cao phải đứng bằng cái đấy. Đứng bằng cái của mình. Wow, nó dư này à. Wow, nó cao phải 2 mét. Được không? Wow. Hai con ngựa đằng sau hình như nó để cái bao cho nó ít, nó đi tèo hay đi đái gì vậy? À, ngựa. À, con ngựa cảnh sát là nó ghi mọi người thấy hai con ngựa cao không? Nhìn mình đó. À, dưới chân nó người ta băng cái gì à? Màu trắng trắng hình như làm cho nó đẹp sao à. Nó đi vòng vòng. Nó đang nói chuyện với ông cảnh sát kìa. Wow, đây có mấy bông hoa đẹp chưa? Bông hoa cúc này. Bông hoa cúc của mình này. Đây. Hai con ngựa. Nó đang đứng nó nói chuyện với cái bà kia kìa. Hai con ngựa đứng nói chuyện với mấy bà già. Wow. Hay gì mắc cười không? Hai con ngựa. Ồ, nó cao mấy, nó cao ơi, cao. À, cái chân nó băng cái gì à? À, cái dưới kia nó bọc màu trắng cho nó đẹp đó. Đây có con ong. Con ong này, con ong này. Con ong này, đây. Ồ, làm cảnh sát cái ngựa đi vòng vòng thành phố cũng vui à. Mọi người thấy không? Con ngựa này thân thiện lắm mà. Nó không có đá người ta. Không biết nó có đá không? Thấy người ta đứng gần nó. Nó không đá người ta. Đứng trong rập này mát luôn. Nó cứ đi vòng 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 á. Wow. Wow, à, chụp hình. Ông cảnh sát kia ông đang chụp hình. Ông đang chụp hình nó. Đẹp quá.
keo đứng qua đầu mình nữa, mình đứng dậy nó keo qua cái này. Đây khách du lịch người ta chụp hình quá trời. Người ta đứng sát rồi người ta chụp hình mà không sao. Đứng sát rồi chụp hình mà nó bé người ta nha, rất là thân thiện. Hôm nay có ngày kỷ niệm ngày lễ gì á, cho nên có nhiều người người ta tới đây người ta tham dự, là khách du lịch tới đây cũng rất là nhiều quá. Mấy ông này chắc làm lớn, làm trong nhà nước. What's going on now? I don't know. But that festival. 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 אנחנו בחזית של בית העירייה, הוטל דוויל. אני מנסה גם להבין איזה טקס יש. Cái ông hướng dẫn viên này, ông hỏi mình là cái họ ở đây có cái chuyện gì á, mà mình không biết, chắc là có thể là người ta kỷ niệm cái ngày mà những người lính đã ngã xuống á, cho nên người ta treo cờ, với lại có mấy con ngựa cảnh sát đã đi vòng vòng cái này nó biểu diễn á, diễu hành á. Mấy người này chắc quan chức của nhà nước à. Bởi vậy cho nên có hai con ngựa lính nó đứng nó coi nó cầm. Những người này chắc những quan chức á, không, cái biển số nó màu xanh, không, biển số xé màu xanh này. Ông hướng dẫn viên này ông không biết, ông hỏi mấy người cảnh sát này là có chuyện gì nè. היה פשוט ביקור של שגריר רוסיה. הביקור הבא שלנו גם הוא תמיד. Trước cái Mary này, lúc nào cũng có cái cảnh sát người ta đứng ghét. Hai con ngựa đứng nắng không? Tội nghiệp không? Đẹp không? Chắc con ngựa này con ngựa cái, ngựa đực, con ngựa cái cho nữ nó cưới, con ngựa đực nó bự hơn, nó cho đàn ông cưới, nó đi vòng vòng chơi rồi. Nó cứ đi vòng vòng, mình cũng đi theo nó.
Ở đây người có cái bãi cỏ đẹp không mọi người thấy không? Nhưng mà người ta không cho ăn picnic nha, nó kêu là picnic ăn tạc đi này. Cấm ăn picnic. Plus là cấm con chó dắt lên cỏ này. Ở chỗ mình thì nó vắng đó. Nó đồi núi, không có nhiều người ra ngoài đây chơi, nó nhiều người nó vui hơn. À, nó đi sang bên kia, nó đi sang, nó lên trên kia, nó lên trên cái chỗ mà festival, chỗ mà Palace de Congrès, chỗ mà liên hoan phim quốc tế, nó đi sang bên kia kìa. Mọi người thấy cái đu quay kia cao không? Đó, mình đeo lên đó có 5 đồng thôi á, mình coi được hết cái thành phố biển Cam này. Hai con ngựa đi sang kia nó mua kem ăn sao kìa, thấy không? Nó đang đứng ở cái quầy kem. Mọi người thấy không?